đi rồi. Ôi trời ơi. Ôi ôi, hàng khủng ấy, khủng. Lô, xin chào 500 anh em quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay làm quả đánh sông bố lợ các bác này. Đấy, em vẫn đánh quả mồi hạt viên truyền thống với lại mồi ủ anh em nhé. Đây mồi hạt ủ hạt viên truyền thống thì đánh ổ nhá, đánh cả ổ nữa, nó bó mồi, nên đánh cổ bó mồi cảm giác hiệu quả cao hơn rất nhiều. Đợt trước thì đánh nhỉ, lên hàng 500 đó thì vãi mồi đã, mồi đánh cũng kiểu như là mình thả thính nhé, thả ổ thả thính nhé, mình ném mình vãi mồi xuống đấy thôi nhé. Mồi xuống hạt này rất là làm thêm ngọn pháo bác thế em làm đẹp không? Pháo bác thế đẹp không? Hồng 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 mà nó lại vừa lấy này cho bác xem này. Ấy cho lấy này được nhỉ? Rồi bác nhìn hồng như kiểu hồng nhà cánh hoa đào, bác thấy làm đẹp không? Nếu mà các bác nào ý định mua thì em ship cho nhá, em làm pháo rất là bền, để gắn mà kéo con chó rất là bền. Bác nào mua thì em có ý định mua em ship cho, pháo đẹp luôn đấy. Đó thì đánh lục thì đánh đầu cần này, đánh đầu cần nó bảo ngoài tại ngoài sông mình nước nó sâu lắm, mấy chục mét cơ. Thế em đánh giờ bờ nó rơi khoảng 6-7 mét đấy. Đó. Đánh tiểu bờ đấy bác nhá, tiểu bờ nó còn lồng như đánh ngoài xa sâu lắm, sâu dã man luôn. Đây con kia em đánh 5 mét mà bỏ nó tụt mất cả hình đấy. Mình đánh này thì đấy, ok vừa đạt đấy. Đấy, ok vừa đạt quá. Mồi thính thì các bác cũng rất rải cho em này này. Đấy, các bác cứ ném rải mồi cho em là cá nó vào ngay mà. Nay đánh đầu cần thôi anh em nhé, ngoài sông rộng mình không đánh ra bờ được. Đấy thì cứ giải luôn túi sẵn sàng, có cá là rút vào túi thôi. Này trăng túi trước này, sao có may mắn không biết đâu lại bất ngờ lên hàng các bác nhỉ. Sông ngoài này thì gió to lắm, các bác nhìn sóng dập dành. Này đánh mà đánh xa bờ nhìn này, chấm hết cả mặt mũi. Sao bờ chờ đánh không đánh được các bạn, sao bờ nó sâu bùn nó đọng đáy nhiều lắm, thả ổ xuống cái là mất hết mồi ngay, kiểu như là nó chìm mồi đấy. Còn các bác mà kiểu như là không bóp nắm hay không bóp nắm mà cứ thả từ từ xuống tới lời nó cũng làm đi hết, nó không đọng lại một chỗ. Còn các bác mà nắm đọng lại một chỗ thì nó lại chìm mất đấy. Đánh ổ sâu thì khó được cá lắm. Chắc chắn em đoán là nếu đánh khoảng 16-17 mét các bác đánh không bao giờ được cá rồi. Chắc chắn một điều không bao giờ được cá. Nước sâu quá thì không câu được. Đánh rìa bờ thì ăn may được con thôi. Đánh rìa bờ các bác đánh phải yên nhé. Mà được cái sông này kiểu như là nước có đục ấy, nó đục phù sa nên là nó không bị bóng xuống dưới nước này, câu rất ok. Còn đâu mà sông nước ngọt thì có bác mà đánh gần bờ nó có bóng này khó được cá lắm. Có bóng người, bóng cần nó nhìn ha. Cá nó khôn lắm ý. Tàu bè ngoài sông chạy kinh quá, cứ ầm. Ầm. Đây rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, hàng khủng ấy, khủng. Hàng khủng. Ôi giời ơi. Ôi giời. Đây rồi. Ôi giời ơi. Ôi hàng khủng ấy, khủng. Hàng khủng. Ôi giời ơi. Ôi giời. Chạy đố em ơi. Hoa khủng ơi. Chạy đố. Ôi.
chạy đâu em ơi. Ở hàng hai em ơi. Ai da. Ai da. Hàng rồi, hàng rồi. À, hàng rồi các bác ơi. Hàng. Ui, hàng rồi nha em ơi. Chơi chơi cũ chơi cũ chơi cũ. Ôi. Ấy. Chơi cũ to rồi. Chạy đâu chúng tôi, đánh đầu cần hay thế nhỉ. Ui cầm còn bác nhìn cần commando này cứng cứng đờ luôn. Chạy đâu chúng tôi, đóng đuôi đóng đuôi đóng đuôi. À. Chạy đâu chúng tôi. Ui ui hàng đẹp anh em ơi. Cần commando đóng. Các bác nhìn cần cần commando đóng cứng đờ luôn, câu cá mày xong về chưa? Phê quá các bác ơi. Ui nó đóng vào đuôi, đóng 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 vào đuôi. Ui trời ơi đóng đúng rồi. Trôi 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 cụ. Ui bác ơi đóng mũi lưỡi, đóng mũi lưỡi. Chết tôi rồi. Không có vật. À đây vật 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 đây. Ui. Ui chết rồi bác ơi, vật còn chưa tháo. Ui. Chưa tháo vật, chưa tháo vật. Này mà cả kéo mất, kéo mất. Rồi. Đây rồi. Ui trời. Trời cụ. Cá cụ rồi anh em ơi. Có mỗi mình giờ phải làm sao bây giờ. Ui à. Mỗi mình. Dậy à. Ui, có mỗi mình phát đuôi các bạn này. Cho trùng dây để cô nó vào. Trùng dây để cô nó vào. À. Ui, tí mất, kháo mất, kháo mất. Trùng dây để cô nó vào, không còn là con này dễ là mất. Ui dồi ui dồi anh em ơi. Ui dồi anh em ơi, trôi cụ rồi, trôi cụ anh em ơi. Ui dồi. Sướng, sướng, sướng quá. Ui, sướng quá anh em ơi, đóng mũi nữa ấy. Ui, cầu cá ngoài sông sướng chưa. Mày cá trôi cái gì ấy nhỉ. Ui. Ui, con này nó mày lắm rồi đấy bác ạ. Ui, đúng chùa điền không ấy. Đóng mũi tí vào đuôi. Ui, các bác ơi. Sướng quá, này em câu sướng quá. Ui. Phải trôi không nhỉ. Ui con này các bác nhìn thấy cá thiên nhiên nó trắng mà nó đói chưa. Ui sông nước nó đứng lạ bác này. Ui em nay em đẹp nhất hôm nay rồi em ơi. Ui sướng quá bác ơi, mỗi mình em vừa được con này lên em tưởng nó mất đấy, đóng một phát mỗi tí vào đuôi em tưởng mất đấy. Ui đẹp quá anh em này, cả thế giới bỗng chốc thu bán lại một con cá đẹp quá. Chuối trắng nhá, chuối trắng không phải chuối đỏ anh em này. Ui, chụp em nó kiểu ảnh nó phê quá. Phê tít to lò. Chụp kiểu ảnh nào. Đây. Đồ này. Đẹp. Bao nhiêu to chưa. Bàn tay của em là con này phải dài bao nhiêu này. Bao nhiêu bàn tay của em con này bao nhiêu. 2 4 10 50cm con này phải dài 50cm. Đẳng cấp này nói các bác đẳng cấp. Ui cầu sông nướng lợ các bác nhá. Đẹp quá. Nãy giờ em đóng mỗi con dolphin con thì được con này. Sướng sướng quá, khéo phục mất. Anh em thấy đào quả đẹp không? Đấy, anh em thấy nó đào quả đẹp không? Vào phát cái tụt pháo đóng kình. Nhưng cá chồi càng kéo dã màn sướng thật đấy. Sướng chưa anh em này? Úi dồi ôi, sông nước lợ anh em này phê chưa? Cá đẹp, cảnh đẹp. Phê quá. Sướng nhá. Tươi luôn. Công nhận các bác chìm ngưỡng cá kéo sướng thật đấy. Vòng vèo 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 vèo. Mượt mượt. Ngon 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 ngon. Thôi cho vào rọ đã. Một quả trọng bát này.
Bây giờ này em còn tí mồi em đi vét vừa thả cái kia, thả ổ này còn một ít mồi để bó này con này, thả hết ổ rồi đóng được con cá này sướng quá. Đúng là cái cắm viên này đánh trôi hay thật các bạn. Mấy này em toàn được trôi liên tục, cắm viên mới cắm ổ hòa chung mẹ nhau nhá, cộng thêm em phối thêm mấy cắm gạo đây bạn, đấy cắm gạo này, cắm ngô ổ này, mẹ cắm viên này, đánh sướng quá, lên cá rầm rầm luôn. Ui, đã tay này, kéo vặt đã tay con này. Em sướng thế nhỉ, toàn trôi củ luôn này, phê. Phê quá bác, cho nó vào dọ đã. Cá to quá, sướng. Sướng quá anh em ạ, đã tay thật đấy. Trôi củ câu đã tay thế. Có thế chổi kéo phê không? Đã tay thật đấy, sướng. Nên của em lại mất cái để cắm rồi, này cắm tạm mấy cây con này. Đã tay. Rồi, này được em trôi về nấu bác nhá. Giờ ông muộn này, khi về đây, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Câu sông thì may mắn lắm được con này, em thấy là rất là may mắn rồi. Chứ hôm nào may mắn nhiều này các bạn. Về sông nước bình mông. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác thấy hay, like, share, ủng hộ nhiệt tình nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thank you, hẹn gặp lại.